chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh atcutoidiy. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may một chiếc ví cầm tay nhé. Và các bạn nhìn bên trong chiếc ví cầm tay nó sẽ như thế này. Có hai ngăn phụ đựng tiền và có 4 ngăn đựng thẻ như thế này. Với chiếc ví cầm tay này thì các bạn có thể cầm đi bất cứ nơi đâu, kể là các bạn đi tập thể dục này, các bạn đi chợ thì rất là tiện. Bây giờ mời tất cả bạn cùng theo dõi hướng dẫn may của mình nhé. Và để có được bản thiết kế ví cầm tay này, mời các bạn hãy truy cập website atcutoidiy.com. Và các bạn hãy tìm trong chuyên mục may túi ví là sẽ có bản hướng dẫn thiết kế nhé. Bây giờ mời các bạn hãy cùng mình bắt tay vào chuẩn bị các nguyên liệu để may ví này. Đây là một mảnh vải chính, một mảnh bông mếch dính sẵn, vải lót bên trong và một chiếc cúc bấm giả da để khâu vào miệng túi. Các bạn cắt hai mảnh A kích thước là 48 x 12 cm. Đây là hai mảnh vải lót B và D ngăn phụ kích thước như hình, một mảnh vải chính và một mảnh bông mếch dính sẵn, kích thước là 12 x 19 cm. Các bạn dính bông mếch vào mặt sau của mảnh vải chính. Sau đó các bạn hãy dùng bàn là la ở mặt phải cho phẳng miếng vải ra. Dùng kéo cắt sát miếng bông mếch như mình đang làm. Sau khi xong thì các bạn hãy đặt cúc bấm ra như mình nhé. Cắt tiếp một mảnh vải C bằng mảnh vải chính kích thước như hình. Sau đó các bạn hãy gập làm đôi, lấy bàn là và là cho thật phẳng cái đường gập mép này. Sau đó các bạn sẽ máy mí một đường sát mép là này. Mảnh D các bạn chia đoạn ra như thế này. Chú ý là cái phần chia này thì các bạn lấy phấn và các bạn vẽ nhé. Các bạn hãy chia chính xác như mình hướng dẫn thì chiếc ví may lên sẽ rất là đẹp. Các bạn gập đoạn 9 phân lên trên. Rồi dùng bàn là cái đường gập mép này. Sau đó các bạn hãy gập mép đoạn 11 phân xuống, chú ý là gập 1 phân thôi nhé. Rồi các bạn lại dùng bàn là kỹ đường gập mép này. Mảnh ngăn đỡ thẻ A, các bạn gập đoạn 9 phân xuống. Sau đó các bạn dùng bàn là kỹ cái phần gập mép này. Các ngăn đỡ thẻ còn lại thì các bạn gập và là như mình đang làm nhé. Sau khi xong thì mình sẽ hoàn thành được hai cái miếng ngăn đỡ thẻ như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ đi máy mí sát mép gập của từng miếng đỡ thẻ. Khi may xong mí của miếng nào thì các bạn lật ra để đường máy mí không bị đè lên nhau nhé. May tương tự như miếng đỡ thẻ vừa rồi, các bạn sẽ được hai miếng đỡ thẻ như thế này.
Bây giờ mình sẽ ghép mảnh D với hai mảnh A. Cách làm như sau: các bạn đặt hai mảnh A ngược chiều nhau áp lên mảnh D và gập mép một phân vào. Sau đó máy đè một đường mí sát như mình đang làm. Đặt mảnh C đã gập đôi vải đè lên mảnh B như mình và máy giữ hai cạnh bên nhé. Sau đó các bạn cắt một sợi viền thiên 45 độ, bản rộng là 3,5 phân, chiều dài 70 phân, rồi gập là sợi viền. Cách gập sợi viền các bạn hãy chú ý quan sát nhé. Khi gập sợi viền đến đâu thì các bạn hãy dùng bàn là kỹ đến đấy. Về phần thân ví chính, các bạn dùng kim khâu vải loại vải kim to để khâu vải ra sẽ dễ khâu vào cúc bấm. Bởi vì thân ví thì mình đã ép bông mách nên là nó khá dày, các bạn bắt buộc phải dùng kim này. Khi khâu cúc vào cái miếng ví chính này thì các bạn nhớ là các bạn căn chỉnh cho thật đều nhé. Vậy là mình đã hoàn thiện xong cái phần khâu bấm vào cái miếng chính. Sau đó các bạn hãy đặt thứ tự các ngăn vào ví như mình đang đặt nhé. Và các bạn đi máy một đường mí để ghép tất cả các mảnh này lại với nhau. Chú ý là cái phần cúc thì các bạn lật ra một bên nhé, để máy không đè vào cái phần cúc bấm nhé. Sau khi máy xong thì các bạn cắt gọt những cái phần thừa đi như thế này. Các bạn áp mặt phải của sợi viền vào mặt phải của mảnh ví cầm tay. Các bạn máy đúng vào phần được là nhé. Đối với cái ví cầm tay này thì vì tất cả các lớp may các bạn đều dùng vải dày và lại còn ép bông mếch, nên các bạn chú ý là các bạn hãy, kể cả dùng máy công nghiệp thì các bạn cũng nên thay kim to. Ở đây thì mình dùng kim số 18 để có thể máy được qua nhanh tất cả những cái đường vải dày như thế này. Vì là mình đã là sẵn nên các bạn chú ý là cái đường máy của mình rất là dễ, không cần căn chỉnh quá nhiều vì mình chỉ máy theo cái đường là đã được rồi. Các bạn nhớ máy thừa ra một đoạn viền rồi mới cắt phần vải thừa đi nhé. Bây giờ các bạn hãy lộn hết vải về phía mặt trong của ví. Có phần vải nào nó bị thừa rô ra thì các bạn có thể dùng kéo các bạn cắt gọt bớt đi. Sau khi cắt gọt cái phần vải thừa đi thì các bạn sẽ bọc cái mép viền ví vào rất là dễ dàng. Các bạn hãy quan sát cách mình đang làm nhé. Cuối cùng là công đoạn khâu dấu mũi chỉ bao quanh đường viền này là xong. Clip chia sẻ cách may ví cầm tay nhỏ của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 6 tuần sau lúc 20:30 trên kênh YouTube Ăn Củ Tỏi Do It Yourself của mình nhé. Và các bạn hãy đừng quên click vào nút đăng ký theo dõi kênh nhé. Xin chào!